bữa sáng giàu vitamin D tốt cho xương và răng. Vitamin D là một trong những chất dinh dưỡng thiết yếu đảm bảo sự phát triển, duy trì xương và răng khỏe mạnh. Vitamin D đóng vai trò lớn trong việc hấp thụ canxi, phốt pho từ thực phẩm. Chất dinh dưỡng này còn giúp xây dựng hệ thống miễn dịch khỏe mạnh. Ngũ cốc. Ngũ cốc ăn sáng và trái cây, hạt được ngâm trong sữa, tạo nên món ăn giàu vitamin D và nhiều chất dinh dưỡng khác. Trứng ốp la. Lòng đỏ trứng cung cấp nguồn vitamin D dồi dào, làm món trứng ốp la giúp bạn có buổi sáng bổ dưỡng và ngon miệng. Sinh tố. Bên cạnh sữa, bạn có thể kết hợp bữa sáng với một ly sinh tố. Bạn có thể làm thức uống lành mạnh này bằng cách trộn trái cây, hạt và một lượng sữa chua vừa đủ. Mì nấm. Nấm chứa một lượng vitamin D đáng kể. Bạn có thể chế biến mì với nấm và sữa để có bữa sáng giàu vitamin D.